Xin chào toàn thể đại chúng và chúc sức khỏe tất cả các vị. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày 23 tháng 10 âm lịch. Như thường lệ, chúng ta nghỉ ba cái chủ nhật, thì cái chủ nhật của cuối tháng chúng ta sinh hoạt như bình thường. Vậy thì hôm nay là cái ngày mà chúng ta sinh hoạt học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ mấy rồi nè ha? Kỳ 287. Hôm nay là kỳ 287. Trước khi học, tôi xin có vài lời để thông báo cùng với đại chúng là trong hơn một tháng thôi mà đồng bào ta ở miền Trung chịu coi như là 6-7 lần bão và lũ, thì một sự đau lòng cho cả nước. Nghe mà mình chịu không có nổi. Đau thương chết chóc từ vừa rồi là tiếp tục bão lũ như thế, các vị nghe hết rồi đó. Thế thì hôm nay chúng ta học đó mà, thì chúng ta, tôi cũng kêu gọi các Phật tử cũ ít lòng nhiều, mỗi người một chút, nhiều tay nên vỗ nên kêu, thì chúng ta nhín cái phần quà của chúng ta mỗi người một chút, để mà chung lại, để đóng góp, để trợ giúp cho đồng bào đang thiên tai liên tục trong khoảng hơn tháng qua mà 6-7 lần như thế. Xin toàn thể đại chúng lưu ý việc đó, thì mình không còn nói nhiều nữa. Nhà nước nói cũng quá nhiều mà thông tin trên các truyền thanh truyền hình cũng quá nhiều, mà tự mình đều đã nắm vững hết cái đó. Thế thì hôm nay tất cả chúng ta biểu lộ tấm lòng đó. Có những cái thùng có làm chưa không? Để rồi mỗi người trong chúng ta góp phần vào trong đó để giúp cho đồng bào. Và tiếp tục là tôi xin thông báo là kỳ tới chúng ta sẽ sinh hoạt vào ngày 30 tháng 12 năm 2007, nhằm ngày 21 tháng 10 âm lịch, nhằm 21 tháng 11 chứ hả? Ở đây là mấy người này trẻ hơn, mà cái đầu còn múa tại hơn tôi rồi. Kỳ tới chúng ta sẽ học sinh hoạt vào ngày 30 tháng 12 2007, nhằm ngày 21 tháng 11 âm lịch, phải không? Xin đại chúng nhớ như thế.
và cứ theo đó mà suy. Thì tháng tháng chạp, tức là cái tháng Tết thì chúng ta cũng khoảng 20-21 gì đó này, để coi như còn lần này và còn hai lần nữa là chúng ta được một tuổi tất niên. Bây giờ chúng ta tiếp tục học vào kinh. Cái kinh Đại Bát Niết Bàn mà các vị học kỹ rồi đó, là nó bao gồm hết tất cả giảng pháp. Nhìn đâu các vị đều giảng thành kinh Niết Bàn được hết. Bởi vì kinh Niết Bàn là cái hệ giáo lý nhật một hoàn chiếu, nó là đại thừa liễu nghĩa, kinh đại thừa liễu nghĩa mà nó cô động tất cả những cái gì trọng yếu đều là có trong kinh Đại Bát Niết Bàn hết. Vì vậy mà bữa giờ rồi tôi triển khai cho các vị một cái bài thơ Thất Ngôn Bát Cú, là với cái đề là Sơn Khê Ngoạn Cảnh. Chúng ta học kinh Đại Bát Niết Bàn rồi, chúng ta đi ngoạn cảnh núi rừng cỏ cây hoa lá, nhìn đâu nó cũng thành kinh Đại Bát Niết Bàn được hết. Cái đó là điều có thật rồi. Cũng như các vị tu pháp môn Tịnh Độ, mà nếu các vị mà đi sâu vào cái tự tánh Di Đà, di tâm Tịnh Độ rồi đó, thì như trong kinh A Di Đà nói đó, nhìn cỏ cây thấy nó lung lay lúc lắc về, các vị cũng có thể sinh lòng niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, làm cho các vị an lành hạnh phúc tiêu diêu tự tại ở nước cực lạc của Phật A Di Đà. Các vị mà niệm Phật A Di Đà, mà các vị tu theo pháp môn Tịnh Độ mà thanh tịnh rồi đó, các vị nghe tiếng chim kêu, tiếng ve ngâm, tiếng diệu hú, tất cả đều thành ra cái tiếng pháp, như là ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần, ở trong những cái tiếng ve ngâm chim kêu diệu hót đó, gió lay động cành cây, khua rột sạc rột rẹt xào sạc đó, đều là cái tiếng pháp, ngũ căn ngũ lực thất bồ đề phần bát thánh đạo phần, các pháp đều ở trong những cái âm thanh màu nhiệm đó. Cái đó là cái điều có thật, nó có thật với những cái người mà Phật tử có chánh niệm, có tu tập, có thiền định, thì đó là điều có thật. Cho nên là cái đề sơ khiên ngoạn cảnh mà bữa hổm tôi gửi cho mỗi vị một tờ đấy. Vui thú Lâm Tuyền đã bấy lâu, vui ở nơi suối, ở nơi rừng, đồi thông, những cái khe nó chảy róc rách, gọi đó là Lâm Tuyền. Không vinh không nhục cũng không sầu. Các vị mà ở trong những cái cảnh mà suối rừng nước chảy thông giao vậy, các vị bỏ cái vấn đề mà nhục vinh đó, các vị bỏ hết sức dễ dàng. Các cái sầu muộn bình thường các vị bỏ hết sức dễ dàng. Còn mình ở thành phố thì nói đúng ra thì rất là khó bỏ. Mình phải tu tập, mình phải chánh niệm, mình phải tạo điều kiện là thường xuyên mà cũng khó. Còn ở cảnh suối rừng lâm bô sàn giả vậy đó, thì vấn đề dinh nhục sầu muộn thì mình bỏ dễ lắm. Xa bề tửu sắc say mùi đạo, mình ở cảnh núi rừng như vậy đó, nhập lâm sơn trụ lan nhã thầm sầm ngâm u thí trường tòng hạ, mà ưu du tĩnh tọa giả tăng gia quích tịch an cư thật tiêu sai.
vào rừng thẳm trụ an thân tĩnh mịch, dưới cội tùng bên gợp đá bóng râm che, làm ông tăng quê, làm người cư sĩ quê vui sâu trong tĩnh tọa, trong êm đềm cảnh lặng lẽ an lành sao nói hết. Nó dễ tu lắm. Chứng đạo cao người giác thường xuyên cũng nói điều đó, dễ tu lắm. Ta đã xa bề tử sắc sai mùi đạo, mà ngán chữ công danh mới mến thép màu. Tử sắc trên đó là không có rồi, karaoke không có, bia ôm không có, các thứ vui thú của trần dương không có. Cho nên là dễ hướng cái tâm vào con đường đạo, con đường giải thoát giác ngộ. Và công danh cũng không có, chỉ mến cái pháp màu là mình học chánh pháp, hành chánh pháp, hy vọng sống trọn trong chánh pháp thì mình có tự tánh thanh tịnh niết bàn của mình, nó sẽ hiển lộ ra. Bữa nay ta tiếp tục là bốn câu chót. Bốn câu chót này Phật tử học để ý mà học cho kỹ cái này. Bát nhã, bát nhã không có thù để giả. Cái bàn đã phát rồi mà tấm thì không có để làm sao? Trong Phật giáo thì nó có hai đức cơ bản là nào là cái của tôi đâu. Cái này của tôi phải không? Rồi xin lỗi nha. Xin lỗi nha Tâm An. Phải An mà tôi có không An mà không. Rồi cảm ơn. Không con có lại là hữu con. Wow.
ở sau đó cái chi tiết thì nó khác nhau rất nhiều các ít, nhưng mà cái chuyện là đúc kết lại thì nó có một cái là không tôn hay hữu tôn. Hữu tôn nó tức là cái tôn mái này đó chấp vào hiện tượng vạn pháp là có, còn không tôn á thì chấp là hiện tượng thấy rõ được cái tất của hiện tượng vạn pháp là không. Thêm làm địa cho tới bây giờ, và từ bây giờ tới việc sao không bao giờ ai tìm con thỏ có sừng. Cho nên cái không mà không có gì hết, như là lông rùa không bao giờ có, thì cái không như vậy nó không phải là cái không của đạo Phật dạy cho đệ tử Phật. Sừng không mà như sừng thỏ vĩnh viễn không có gì hết, đạo Phật không có dạy cái thứ không đó. Cho nên bác nhã không tôn thường để giả, không tôn học về pháp không của đạo Phật. Nhưng mà không đây là chân không, và chính từ cái chân không đó nó lại có ra cái tánh diệu hữu. Diệu hữu là cái có, nhưng mà cái có nó rất là màu nhiệm, cái có mà không phải có thật. Phải hiểu rằng cái có mà không phải có thật, không phải có thật mà vẫn có. Cái đó, cái có đó ta gọi là diệu hữu. Bát Nhã không tôn là cái tôn này là dạy cho người đệ tử Phật tu tập cái không. Phải nắm lấy cái ý nghĩa chân không, mà phải biết rằng cái chân không đó nó có cái tất diệu hữu. Chứ không phải không là như lông lùa dính dẫn không, không phải không như là sừng thỏ vĩnh viễn không. Học cái đó không có được lễ gì hết. Chẳng hạn như có một cái phái ngoại đạo nói rằng con người chết rồi là hoàn toàn mất hẳn, không còn cái gì hết. Cái không đó không đúng, không có hoàn toàn mất hẳn. Đành đành chết là mất, nhưng mà không có mất hẳn. Vậy thì còn ư? Còn một cái linh hồn ư? Để sống mãi trên bàn thờ cho cháu nội, cháu ngoại, cháu cố, cháu thờ ư? Không có cái đó. Bởi vì nếu mà còn có cái linh hồn mà ngồi trên bàn thờ để cho con, cho cháu ngoại, cháu nội, cháu cố, nó thờ đó, thì cái đó gọi là chấp thường, cũng không có đúng chân lý.
Cho nên cái tiểu bát giả không tôn thường đại giả mình phải học kỹ ra, học nhiều lắm mà phải, thậm chí là phải thanh thiền mới thấy được. Thế thì là cái không á, là nói tới cái không á, thì là mình phải hiểu rằng là nó ngược lại với cái hữu không, không to nó ngược lại với cái hữu không. Chúng ta nói trong cuộc đời này mà nếu chúng ta rất khó thì nó sinh ra hai cái chất, chất ngã là chất có, ngã là có. Có pháp là có, muốn xong hết thì mọi sự vật hiện tượng trên cuộc đời này có. Còn mình cho là có thật thì đó là hữu tôn, là cái tôn nó chất có. Và cái tôn chất có như vậy cho rằng sự vật hiện tượng có thật là thuộc về hữu tôn. Chất có thì có, nó là cái có vô ngoại đạo, sai lầm. Nghe kinh là phải tu tập, chứ không có đơn giản. Thế thì là nếu không bất thiện trời chân mi, nếu có cái vô lối hiện tượng nhân hữu này là có hay là không? Đạo Phật, đệ tử Phật cũng nói là có, nhưng mà không phải tồn tại vĩnh viễn. Tự nó có một cái chất, của nó để cho chân. Không. Do vậy cho nên là nó không có, nhưng mà cái có này là quyết, quyết có. Nhưng thân mà có, thì có cái cùng quyết. Do vậy mà hiện tượng cái pháp này, trong một pháp gọi là có, mà nó là thủ vi. Trong một pháp thủ vi, thủ vi là có. Rồi gọi thấy giả pháp đều không, đều không, đây là gọi là không tôn. Bác giả không tôn thường để giả, phải thường tu tập quán chiếu soi rọi và pháp không có thực ngã, không có thực pháp, gọi đó là chiếu kiến ngụ cũng vậy, không có thực ngã, không có thực pháp. Ngã là cái bản ngã, là cái ta, là cái con người. Một động vật cao cấp là một con người. Do sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm, do năm cái tính, do năm cái tính đó mà nó kết hợp lại, nó thành ra cái thân này. Cái tánh của sắc thông thường mình gọi là vật chất đấy. Và bốn cái phần của tinh thần là thọ, tưởng, hành, thức, năm cái đó nó hợp lại thành ra một cái thân. Và cái thân này thì không phải là một, cho nên nó không có cái bản ngã tự nó tồn sinh, bất biến trường tồn vĩnh cửu được. Vì vậy mà đạo Phật gọi là vô ngã, nhân vô ngã. Bản thân con người này không có cái tự ngã trường tồn bất biến vĩnh cửu, tại vì nó tập hợp bởi sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm và thức ấm. Hợp lại năm cái đó gọi là một con người. Con người không rời năm cái đó, mà năm cái đó không phải là con người, mà
mà con người không phải rời năm đó không có con người, mà con người cũng không phải là năm thứ đó. Vậy mà nó tổ hợp năm thứ đó lại, nó thành ra một cái vật thể gọi đó là con người. Ví như một cái chiếc xe đạp đó, tay cầm, rồi bánh xe, rồi dành xe, rồi nghiền xe, rồi cấm xe, rồi đùm xe, rồi bàn đạp của xe, rồi yên xe, cộng tất cả những cái đó gọi là chiếc xe. Thì chiếc xe không ngoài những thứ đó, mà kỳ thật là những thứ đó mà nếu bỏ rời ra thì không có cái nào là xe cả. Tháo banh ra rồi thì cũng trong chiếc xe đó, mà tháo banh rời nó ra rồi thì không còn cái nào là xe, và cũng chẳng có cái gì là xe. Cho nên cái thân này sắc ấm, thọ ấm, tưởng ấm, hành ấm, thức ấm gộp lại thì gọi là một con người, gọi là thân ngũ ấm. Mà trong năm cái chất liệu đó, năm cái thành phần đó, từ nó không có cái chất liệu tồn sinh vĩnh viễn độc lập tự do của nó, mà nó nương giá nhau, nó hình thành. Do vậy mà ngũ ấm là vô ngã, là không tự chủ, không tự trường tồn, không vĩnh cửu, không có bất biến và tự tại. Đó là hành tâm bát nhã ba la mật đa thời. Nếu kiếm ngũ quẩn như không, soi rọi thấy cái thân ngũ quẩn này là không, không đó là chân không, mà thấy được cái tự thể của nó là không. Tuy nhiên hiện giờ nó tổ hợp lại, nó thành ra một cái con người, một cái hình thân hình gọi là, nó theo danh từ như Đức Phật gọi là sát thủ thú. Một cái con người tổng hợp có thật, chịu những cái khổ sanh già bệnh chết là có thật. Vậy thì là có đó chứ, nhưng mà cái có đó là cái có không thật đó. Do vậy mà cái người tu tập là phải thấy cho được cái ngũ quẩn giải không. Từ ngũ quẩn giải không ta thấy rằng sắc thọ tưởng hành thức giải không, lục căn, lục trần, lục thức, tìm cũng không có cái thật. Tìm ra thập bát giới, lục căn, lục trần, lục thức, 18 cái giới đó tổng hợp lại thành ra là hữu tình vô tình trên cõi đời này cũng đều không có thật, mà nó là một sự nương giá hình thành. Do vậy cho nên cái có đó là cái có duyên sanh, cái có là như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như xương, như điện chớp, như càn khát bạc hành, như dương diện, như bóng trong gương, như tranh dưới nước. Chẳng hạn như cái mông này, kêu bằng mông gì cũng được, ai hiểu tên gì kêu bằng tên ấy, không ai gọi cái này là không được, không ai có quyền gọi đây, tất cả cái này là không. Vậy thì có chứ gì? Đúng, có thì có, nhưng mà cái có này là cái có duyên sanh. Vì vậy cho nên là khi mà cắt ra khỏi cái cành bông này rồi là nó cách ly đất, nước thì nó còn tạm dùng trong cái bình này, nó giữ dịch dày, chứ mà ngoài ra bữa rồi là cái nước này nó mất đi cái tính bổ dưỡng của nước, rồi nó mất đi cái tính bổ dưỡng của đất, thì cái bông này nó sẽ trở thành rác, rồi nó trả về cho đất, cho nước, cho gió, cho lửa, chứ cái này không có tồn sinh vĩnh cửu được. Thành ra đệ tử Phật đó là phải để ý học cái giáo lý bát nhã. Mà những người đệ tử Phật có đi chùa, có nghe kinh, có học đạo, người nào cũng đều là có tụng kinh bát nhã cả. Cho nên cái bát nhã không tôn đó, tôi nói cái này là tôi nhắc là Phật tử là học để mà tu á, chứ các vị đừng đòi hỏi cái gì, tôi phải nói cái gì nhiều thêm, cao thêm, sâu thêm, không có. Cao thêm, sâu thêm là cái mà chúng ta ứng dụng được trong cuộc sống của chúng ta. Nhiều thêm, cao thêm, sâu thêm là ở nơi ta, chứ còn kinh điển là nói vậy đó. Còn đó là đặt tới cái đỉnh cao của như Nguyễn Tâm Ba Đề. Chỉ còn có cái là chúng ta hành được hay không được.
Hành được là chúng ta có lợi, có an lạc nhiều, có giải thoát giác ngộ tại chỗ. Còn hành không được đó thì chúng ta đi chùa lại Phật tụng kinh là tràn ngập khổ sở trong cuộc sống, trông chờ mong đợi là dù có dài cần cổ ra bao dài đi nữa cũng không có được cái gì khác. Mà cái đỉnh cao của đạo Phật là bát giả không tôn, thái thường để giả. Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, sắc là không mà không là sắc. Lục căn chẳng khác không, không chẳng khác lục căn. Lục căn là không, không mà duyên sanh tỏa ra lục căn. Lục trần chẳng khác không, không chẳng khác lục trần. Lục trần là không, không tức là lục trần. Lục thức chẳng khác không, không chẳng khác lục thức. Lục thức là không, không là lục thức. Tức là sáu căn, sáu trần, sáu thức và ngũ quẩn, ngũ ấm đều là những cái pháp nương giá hòa hợp duyên, nhiều duyên cộng lại mà có. Cho nên cái có nó gọi là giả có, mà đừng chấp là thật có. Do vậy mà phải bớt đi, phải nhẹ đi cái việc vui mừng buồn giận thương ghét, phải quấy hơn thua tốt xấu giàu nghèo thân sơ thành bại, phải bớt cái đó. Mỗi ngày phải lượm lặt cái đó, quăng ra, giống như là mình gánh một đầu một tâm trái thơm mà nó nặng quá là mình quăng ra đầu này trái, đầu kia trái, rồi đi một khúc nữa cũng còn thấy nặng, quăng thêm một đầu, quăng thêm hai trái, cứ như thế mà quăng riết cho tới không còn thơm để mà gánh, không còn dưa hấu để gánh, thì đương nhiên là mình nhẹ vậy. Cái tu là vậy chứ đừng có lại à nha. Lại không có nhầm cái gì hết á. Hồi sáng giờ hai ba người lại tôi nè, tôi cảm ơn tấm lòng đó. Tôi thương là vì người đó ta biết quý cái đạo Phật, ta nghe kinh ta giải thoát rồi ta cảm ơn ta lại. Nhưng mà thật sự đối với tôi đâu có nhờ cậy gì cái lại đó đâu. Thế thì trời Phật cũng vậy, trời Phật mà cứ ngồi đó mà chịu tận các vị lại, lại năm nay qua năm kia vậy thì trời Phật nào mà chịu nổi cái vụ đó. Nhớ rằng mình mà ngồi đó mà người ta lại mình thấy không có được cái gì hết đó. Thì trời Phật ngồi đó mà mình có lại đi nữa, trời Phật cũng không có được cái gì hết đó. Cho nên cũng chẳng có cho nó được cái gì hết đó. Nổi mà làm trời Phật mà nổi giận chưa phạt là ngay là phước rồi chứ, còn cho cái gì nữa. Không để cho trời Phật nghỉ ngơi, kêu tên kêu tuổi suốt đêm. Nó kêu vậy đó, kêu suốt ngày vậy đó. Rồi nói tôi đi tu kêu bằng gì đó, thất Phật thất. Rồi ném hoài không cho trời Phật nghỉ ngơi gì hết. Bây giờ người ta tu mà nguyên ngày mệt quá, giờ ta khôn lắm, ta chia ra là 4 lần, mỗi một ca vậy đó là mấy tiếng đồng hồ, để cho Phật tử luân phiên mà vào để cho nó đỡ mệt. Thì một ca vô niệm liên tục thì nó 4 tiếng, rồi ca nó mệt rồi ra ăn bánh uống nước, rồi ca thứ hai vô. Mà 4 ca có các vị, trong khi đó Phật thì có một ông chịu tận à. Trời Phật ơi, tu cái kiểu gì mà bất nhân ác đức vậy? Các vị thì thay ca, mà Phật Di Đà thì tân mình mà chịu 4 ca nhập 1. Tu cái kiểu thiệt là lạ. Bây giờ có cái cách người ta văn minh vậy đó, ta không bắt Phật tử mà 1 ca một ngày nữa. Bởi vì ông Từ Thông nói bắt là tụng 1 ngày 1 ca là tét phổi. Ông Từ Thông phân tích vậy đó. Thành giờ ta nghiên cứu ta biểu là chia làm 3 ca hoặc là 4 ca.
là trong khi mình là 4 ca, còn Phật Di Đà là phải ngồi, ngồi liên tục 24/24. Rồi ngày khác thì nó tổ chức cái tốp khác cũng 24/24 vậy, thì làm sao Phật chịu nổi? Mà tại sao lại kêu tên Phật là Phật lại thương chứ? Tại sao là kêu tên Phật là Phật thương? Trong khi đó Phật Thích Ca thì không biểu kêu tên Ngài nhiều đâu. Đó, bác giả không tôn hằng đế giả. Các vị phải thấy ngũ ấm giai không, thất đại giai không, lục căn không có gì, lục trần không có gì, lục thức không có gì, dạng pháp không có gì, tức là dạng pháp giai không. Hành tham bát nhã ba la mật đa thời, chiếu kiến ngũ quẩn giai không, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn, không có gì. Do vậy mà bớt đi cái ý niệm chấp ngã. Tôi nói bớt cái chứ còn là phải nói là bỏ đi, phải tiêu diệt đi, phải gỡ bỏ nó đi, phải quăng bỏ nó đi, cho đến cái lúc mà mình đừng thấy ngũ quẩn là Phật có, mình đừng thấy hiện tượng dạng pháp là Phật có. Đó là lời Đức Phật Thích Ca dạy, mà không cần kêu tên ổng 24/24. Còn cái pháp môn người ta dạy niệm Phật cái Di Đà đó, ta dạy niệm tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ. Còn cái niệm Phật mà kêu tên không đó là một cái pháp môn thấp nhất ở trong các cái pháp môn tu về tịnh độ, để cho mấy cái người mà không có khả năng nhận thức gì hết về đạo Phật thì tới cái chỗ đó để mà niệm như vậy đó, là coi như là nó cột chân mình ở một chỗ, nó cột cái miệng mình ở một chỗ, nó cột cái ý mình ở một chỗ. Thì cái thời gian mà mình kêu, mình gọi là niệm là kêu danh hiệu Phật đó, thì cái lúc đó là mình không có tham, không có sân, không có si, mình không có đi chửi lộn, không đi đánh lộn, không đi ăn cắp đồ. Do vậy mà cái thời gian niệm Phật đó mình được là tránh đi cái tội lỗi của thân, của miệng, của ý trong vòng là 4 tiếng, trong vòng 4 tiếng đồng hồ, điều đó có thật. Nhưng mà đó là pháp môn tu thấp nhất ở trong pháp môn tịnh độ, chứ không phải tu tịnh độ là vậy. Tu tịnh độ bằng cái cách mà kêu tên Phật không đó, mà để mà đến nữa là được giảng sanh đó, không phải. Đạo Phật không có cái chữ nữa, không có bây giờ tuổi trẻ tu rồi để già chết mới được nhờ, không phải vậy. Bất cứ là đệ tử Phật nào là ai mà trong cái lúc mà mình gọi là mình tu mà để nửa già chết rồi mình mới được nhờ là tu sai rồi, ông thầy đã dạy sai rồi, ông thầy đã không biết kinh điển, không biết gì về đạo Phật. Còn như Đức Phật Thích Ca dạy đó, biết ai nghe lời Phật là giải thoát ngay, là thọ dụng cái sự an lạc, cái sự giải thoát giác ngộ ngay trong lúc bắt đầu nghe Phật dạy, nghe lời Phật gọi là quy Phật, nghe lời dạy của Phật gọi là quy Phật, nghe lời dạy của những vị thai Phật hoặc là Đức Phật hoặc đệ tử Phật gọi là quy tăng, là người đó có giác ngộ ngay, có giải thoát ngay, trí tuệ mở mang ngay từng ngày một trong cuộc sống. Nếu mà học Phật mà tu như vậy là tu đúng, còn tu mà để nữa mới được nhờ đó là hoàn toàn sai. Tôi nói cái này là khó nghe đó, khó nghe lắm, có nhiều người không nghe được. Nhưng mà đó là kinh điển của Phật. Cho nên cái từ bát nhã không tôn nó không đơn giản tí nào. Bát nhã không tôn thường đệ giả có nghĩa là các vị phải để ý tư duy tu tập về như quyển tâm muội, cũng gọi là như quyển tâm mà đệ, cũng gọi là như quyển tâm muội, tức là một cái thứ chánh định mà luôn luôn tư duy quán chiếu thấy dạng pháp là
là duyên sanh, là hòa hợp mà tồn tại mà có. Cho nên cái có đó không chân thật, cái có nó như mộng, như quyển. Nói tới chữ như quyển có nghĩa là phải nói luôn 10 cái. Như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, như điện, như dương diệm, như càn sát bà thành, như cảnh trung tượng, như thủy trung nguyệt. Phải nói 10 cái. Học được như vậy gọi là bát nhã không tôn thường đệ giả. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người đệ tử nào nghe kinh rồi về cũng phải làm được trọn vẹn 100%. Không cần thiết vậy. 10% là nó có an lạc hạnh phúc 10%. 20% nó có an lạc hạnh phúc 20%. 50% nó có niết bàn trong 50% trong cuộc sống. Tùy theo là năng lực tu tập mà hưởng theo cái phước báo, cái thanh tịnh, cái giải thoát cho bản thân, cho gia đình mình. Làm nhiều hưởng nhiều, tư duy quán chiếu tu tập ít thì còn phiền não vô minh tác động hoành hành, thì cái sự lợi lạc thanh tịnh của mình ít. Làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít. Tư duy quán chiếu thiền định nhiều thì giải thoát nhiều. Tư duy quán chiếu thiền định không sâu được thì sự giải thoát ít. Và tùy theo cái năng lực đó mà mình có an lạc. Chắc không được nữa nha. Cái chữ nữa là phải cấm kỵ. Tu đạo Phật là hưởng phước báo ngay. Ví dụ như bây giờ cái chàng đó là thường ngày anh đi giật cô ta mỗi ngày trung bình là 3 ngày chiếc xe gắn máy. Mà anh giật là 30 ngày là anh được là 10 chiếc xe. Mà anh giật cái lần thứ 11, 12 là bị bắt à. 13, 14, 15 thì nó cũng bị bắt thôi. Thế thì ngay trong cái lúc mà chiếc xe đầu chưa bị bắt, chứ còn cái nguyên nhân khổ cũng ở trong đó. Nguyên nhân tù tội cũng ở trong cái chiếc xe mà mình giật ban đầu rồi đó. Dừng được chiếc xe thứ 12, thứ 15 rồi bị bắt cộng lại là công an truy tầm ra là phải khai cho đủ 15 chiếc. Rồi thì dựa theo cái án 15 chiếc dừng 15 lần đó mà ở tù. Thế thì cái việc tu hành của mình cũng vậy. Bỏ đi giật xe một lần thì cái nguyên nhân ở tù tội không có. Và cái người mà không bao giờ có ý định giật xe, giật đồ, giật đạc của người ta, thì cái người này là vĩnh viễn sẽ không có vấn đề tù tội khổ nào. Cho nên là không giật xe là không có bị công an bắt, không có bị tù tội khổ nào. Không có chửi lộn trong ngày đó thì ngày đó tâm hồn của mình nhẹ nhàng an lành. Nhẫn nhục được trong ngày đó, không chửi lộn, không gây lộn, không làm dữ với nhau trong gia đình cũng như trong hàng xóm, thì cái nhà của mình ngày đó là có an lạc, có thanh tịnh trong ngày đó, chứ không phải nữa. Đâu phải nhẫn nhục là tốt lành trong ngày đó rồi đến nữa mình mới được nhờ. Không có, ngay trong ngày đó. Chồng con, vợ con, cha con mà vui vẻ trong ngày đó là ngày đó trong cái nhà vui vẻ, ăn ngon, thoải mái. Mà ngày ngày đều vui vẻ, tháng tháng đều vui vẻ là cái nhà đó có niết bàn rồi đó. Chứ không có đợi nữa gì hết á. Tôi làm thầy chùa mà tôi nghe mấy người mà Phật tử rồi nói bây giờ mình niệm Phật đến nữa mình nhờ đó. Để vì sao mình nhờ đó là tôi nghe cái đó tôi não nề lắm, tội nghiệp lắm. Cái từ tam muội á, chữ tam muội là chữ của đạo Phật. Mà Ngô Thừa Ân nói rằng là cái tam muội chân quả, cái lửa tam muội á, là nó đốt bất cứ cái gì cũng đều cháy hết. Cái người mà tu tập là tam muội để cho nó có cái chân quả trong con người rồi là nó đốt cái gì cũng tiêu tan hết. Tôi nói ví dụ như giờ mình tu tam muội ha, tu như quyển tam muội đi, nó thành một cái thứ lửa tam muội như quyển, thì những cái khám đường
mà người ta xây hay là người ta đúc bằng sắt, bằng thép, nó cũng đốt cháy tàn tành hết. Không có cái khám để nhốt được cái con người mà tu tập cái gì quyển tam muội. Tiền tài danh vọng địa vị nó làm cho người ta bị tù tội, chết sống giết chóc lẫn nhau hàng ngày. Mà nếu như mà mình còn cạnh tranh quyền lợi chức tước danh vọng địa vị là có thể là phải bị giết chết nhau nhiều lắm. Một lần có thể tự diệt nhau 5 người, 10 người, 100 người, thậm chí là cả trăm ngàn người. Chẳng hạn như tới bom nguyên tử Hiroshima, Nagasaki mấy chục năm trước đó. Thành ra người ta tàn sát nhau ghê gớm lắm. Là tại vì sao? Là tại vì ta giành đất, ta giành quyền, ta giành bá chủ. Còn cái người mà tu tập là để trao dồi cho mình cái lửa tam muội á. Cái lửa tâm muội, cái bằng là duy quyến tâm muội đó, thì tất cả những cái gì cũng đều tiêu tan hết. Vì sao vậy? Nói một cách khác là mình không có cạnh tranh. Mình thí dụ như đây nè, thí dụ như cái bài là không vinh không nhục cũng không sầu. Vấn đề nhục dinh là mình buông bỏ hết rồi. Thì cái lửa tâm muội là mình tu cái dạng pháp giai không đó mà. Thì là cái lửa tâm muội mà như quyến tâm muội đó, nó đốt hết đi cái vấn đề nhục dinh và sầu khổ. Và mình tu tập được cái tánh mà dạng pháp dương sinh như quyến đó, cái lửa tâm muội như quyến đó, thì nó đốt cả tửu, cả sắc, xa bề tiểu sắc, sai bồ đạo cũng là do cái như quyển tam muội. Cái chữ tam muội trong đạo Phật đó, mà Ngô Thừa Ân trong chuyện Tây Du tự nhất cái lửa tam muội đó, Tôn Hành Giả có cái lửa tam muội, mà Na Tra cũng có cái lửa tam muội. Na Tra đốt Tôn Hành Giả, mà Tôn Hành Giả cũng có cái lửa tam muội, bởi vì Tôn Hành Giả là ngộ không. Ngộ không tức là không có dính dáng vào những cái gì có trần gian. Thành ra dùng cái lửa tam muội mà đốt những con người mà có tam muội chân quả, không có gì. Như Tôn Hành Giả thì đốt cũng không cháy. Chứ còn cái lửa của Na Tra nó đốt cái gì cũng cháy, cái gì cũng chết và cái gì cũng tiêu. Gông cùm xiềng xích, người mà tu cái như nguyễn tam muội á, thì gông cùm xiềng xích nó tự nó không có, coi như nó đốt cháy cả gông cùm xiềng xích. Người tu mà như quyển tam muội thì không có nhà tù. Nhà tù giàu có nhưng mà coi như không hề có. Đấy. Cái tu bát nhã không tôn là cái đó nó hay vậy. Cho nên là tôi nhắc lại để ý về cái vấn đề như tu tập như quyển tâm ma đề, mà trong đó cái thiệp mà tôi gửi cho các vị hôm Tết rồi đó, là tôi vẫn đưa tới cái đỉnh cao là như quyển tâm ma đề. Bây giờ đây là tôi sáng tác là cái bài này, cũng nhắc cho các vị là phải lấy như quyển tâm ma đề là cái trọng tâm trên bước đường tu tập của chúng ta. Phải luôn luôn để dạ, phải luôn luôn quán chiếu tư duy bằng cái chiếu kiến ngũ uẩn dài không, rồi chiếu kiến người ta lục căn không, lục trần không, lục thức không, gian pháp dài không. Đấy. Bây giờ câu thứ hai là niết bàn vô tướng.
này nó có một là hữu duyên, hữu duyên nhất mà hai là vô duyên, duyên nhất mà ba vô trung tướng nhất bản, bốn là tự tâm thân bản nhất bản. Nhưng chúng ta đều biết cái niết bàn nó nhiều nghĩa lắm. Cái niết bàn đó là gọi đó là giải thoát, gọi đó là tự do, gọi đó là an lạc, gọi đó là thanh tịnh, gọi nó là vô tiền vượt, gọi nó là nghĩa là có thể nói nó nhiều thứ tên. Cái tên đó miễn là cái tên đó hoàn toàn an lành, hạnh phúc, sung sướng, tự do, độc lập, tự tại, tự chủ, không có một cái gì mà động tới đau khổ cho cái kiếp con người của mình, cho cái bản thân của con người đó. Thì những cái gì mà an lành, sung sướng, hạnh phúc, ngoại cảnh bên ngoài mọi sự đau khổ nó không xâm phạm tới mình được, mà mình đủ sức nói thì đều có thể gọi chứ đó là nghĩa của chữ Niết Bàn. Cho nên trong kinh Niết Bàn mà Phật nói cái nghĩa chữ Niết Bàn ra là tôi không có nhớ hết nổi, mà đại để là vậy. Tự do cũng là Niết Bàn, có nghĩa là tự do, đứng như bên mặt tự do mà mình tự do, đứng mình mặt độc lập là mình độc lập, đứng mình mặt giải thoát thì mình là cái người giải thoát, gọi đó là người có Niết Bàn. Đứng mình mặt là thanh tịnh thì người có thanh tịnh là người đó là có Niết Bàn. Đứng mình mặt an vui, người đó có an vui tuyệt đối là người đó gọi là người đó có Niết Bàn. Đứng mình mặt bất khả xâm phạm, người đó không có ngoại cảnh nào xâm phạm được làm cho người đó ưu tư sầu muộn đau khổ, thì bất khả xâm phạm là nghĩa của chữ Niết Bàn. Người đó luôn luôn lúc nào cũng mát mẻ, cũng trong sáng, cũng an lành thì Niết Bàn cũng có nghĩa là thanh lương, rồi không có sự gì động đến thì Niết Bàn cũng có nghĩa là tịch tịnh hay là tịch diệt. Thế thì cái chữ Niết Bàn là cái nghĩa nó gì? Một tự tôn á thì nó có bốn cái như vậy. Cái nghĩa thì nó nhiều cách, nghĩa là cách nào mà không có cách thì khổ, mà nó tâm thiết với cuộc đời của ta, dù là tâm nghĩa cũng được. Cái như bạn nói chẳng mấy cuộc nghĩa, mà nó bật ra là chưa có hết, không có điều giờ cũng hết. Em là hạnh phúc tự tại tự do thân cơ mát mẻ, thực tịnh, an lạc, đều là nghĩa gọi là Niết Bàn hết. Nhưng mà nó có bốn cách này. Một là Niết Bàn hữu duyên, là Niết Bàn hữu duyên nhất. Thế thì hành động nào có hữu duyên Niết Bàn? Và làm sao để có hữu duyên Niết Bàn? Thì đây là hồi Đức Phật tại thế
Đức Phật, Đức Phật dạy cho, bước đầu là dạy cho cái nhóm của ông A Nhã Kiều Trần Như, Kiều Trần Như, A Tóc Bệ, Bạc Đà Năng Đề, Ma Nam, Phật Lực Ca Diếp, bốn ông đó, và là một cái nhóm năm người đó, là bạn đồng tu với Đức Phật. Sau khi thành đạo, Đức Phật đến vườn Lộc Giả, dạy cái giáo lý tứ đế, gọi là chuyển pháp luân. Dạy giáo lý tứ đế lần đầu tiên cho cái nhóm của Kiều Trần Như đó. Thì cái người mà được niết bàn đại ngộ trước nhất là ông Kiều Trần Như. Ông Kiều Trần Như có tên là Hiểu. Hiểu là Đức Phật nói giáo lý tứ đế, Đức Phật hỏi gì? Tôi nói vậy mà các vị hiểu không? Nghe rõ không? Hiểu rõ không? Thì ông Kiều Trần Như là cái người đầu tiên nói dạ hiểu. Từ đó mà Đức Phật là cho ông cái tên là Hiểu, tức là Kiều Trần Như đó, tức là hiểu. Hiểu rõ đó. Tôi nghe tôi hiểu đó. Thì Kiều Trần Như có nghĩa là hiểu, hiểu rõ. Thì rồi sau đó lần lượt đó, thì năm ông đó là những người đầu tiên có được hữu duy y niết bàn. Thế thì hữu duy y niết bàn là gì? Là làm gì để có? Thì Đức Phật dạy cho tư duy quán chiếu, mà trước nhất là tu giới, tu định và tu tuệ. Ba cái môn tu đó gọi là tam vô lậu học. Các ông phải giữ gìn giới. Thì thân nó có ba thứ, đại đẻ rồi có ba cái thứ giới. Giới lớn gọi là bất sát, bất đạo, bất dâm. Không giết người, không trộm cướp, không tà dâm. Đó là người Phật tử tại gia cũng có, mà Phật dạy cho người xuất gia cũng như vậy. Cái miệng nó có bốn cái thứ mà cần phải răng chừa. Đó là nó láo, nó thêu dệt, nó đầm sốc, nó hai lời. Thì cái khẩu nghiệp nó cũng có là bất vọng ngôn, bất ý nữ, bất lương thiện, bất ác khẩu. Không nói láo, không nói hai lời, không nói là thêu dệt, không nói là hung ác. Và cái ý nghiệp á, nó cũng có ba cần phải giữ. Đó là tham lam, giận dữ và si mê. Thế thì tu tập về thân á mà, về khẩu, về ý, là căn bản của cái người tu tập để có được niết bàn. Và giữ gìn 10 cái điều răn, gọi là thân ba, miệng bốn, ý ba, cộng lại là 10 cái ác nghiệp của thân, của miệng, của ý, giữ gìn cho trong sạch. Kế đó là Đức Phật dạy cho các cái ông xuất gia đó là phải nghe hiểu được về khổ đế, về chân lý về khổ. Và cái chân lý thứ hai là tập đế, là Phật dạy cho cái nguyên nhân nào để nó sanh ra các cái điều khổ. Khổ nó có tám, có ba thứ khổ lớn, tám thứ khổ nhỏ. Từ đâu mà có? Là do tập đế. Tập đế là nguyên nhân để sanh ra khổ. Thế đây là muốn diệt cái nguyên nhân khổ để hết khổ, Phật dạy cho tu đạo đế. Cái giáo lý nó có 37 phần, gọi là 37 phần trợ đạo. Như là tu tứ niệm xứ quán, tứ chánh cần, bốn món chánh cần, bốn món gọi là tứ di túc, bốn món gọi là ngũ căn, năm món gọi là ngũ căn, năm món nữa gọi là ngũ lực, bảy món gọi là bảy phần giác, bảy phần giác và bát chánh đạo. Thế thì tu tập là 37 món đó mà nó diệt trừ được cái nguyên nhân khổ đau là tập đế. Lấy đạo đế để
để tu tập, để nó hóa giải, để diệt trừ cái tập đế, diệt trừ nguyên nhân khổ đau. Mà diệt trừ nguyên nhân khổ thì cái quả khổ không còn. Quả khổ không còn thì đương nhiên là còn lại cái gì? Còn lại cái độc lập, còn lại cái tự do, còn lại cái thanh lương, cái mát mẻ, còn lại cái an lạc, còn lại cái bất biến, cái hạnh phúc, cái tự tại. Gọi đó là diệt đế, là niết bàn. Thế thì cái người tiểu thừa, cái người a la hán mà tu tập thành đạo đầu tiên để được có cái tứ đế đó là do tu tập tam vô lậu học và dựa trên cái giáo lý căn bản tứ diệu đế mà tu. Các vị đó có cái niết bàn, gọi là niết bàn hữu dư ý. Hữu dư ý có nghĩa là mỗi ngày còn đi khất thực, còn đi xin cơm của báo tánh mạng hàng ngày, và vẫn đi vẫn đứng vẫn nói vẫn sinh hoạt mà thân miệng ý trong sạch an lành tự tại, không có bị vô minh phiền não nó làm cái nhân đau khổ để bị đau khổ. Các người đó ta giác ngộ rồi, ta không tạo cái nhân đau khổ, mà không tạo nhân đau khổ thì cái quả đau khổ sẽ không còn. Tuy nhiên người đó vẫn còn đi đứng nằm ngồi sinh hoạt, thậm chí là vẫn đi xin ăn mỗi ngày mà vẫn nói nín, vẫn sinh hoạt mà không có sao hết, không có bị đau khổ gì hết. Thế thì người đó gọi là hữu dư y. Y tức là nương tựa, còn nương tựa là cái thân hữu dư này, cái thân còn thừa này, vẫn như mọi người. Mọi người thấy là người là như mọi người, nhưng mà các vị này ta có cái niết bàn. Ta có cái niết bàn, nó khác hơn với người phàm phu cũng đi cũng đứng cũng nằm cũng ngồi cũng ăn mặc ở ngủ thở vân vân mà vẫn còn đau khổ thì không gọi là người có niết bàn. Còn người có niết bàn là cái người mà dựa vào tam vô lậu, dựa vào tứ diệu đế mà tu. Người đó được tự do, được tự tại, được thân lương, được an lạc, được tịch tỉnh, gọi là người có niết bàn. Đó là thứ niết bàn thứ nhất. Do vậy cho nên là tất cả các vị Phật tử đó, tại các vị không để ý đó, chứ các vị học đạo rồi các vị có niết bàn đấy. Nhưng mà nó ngang bằng tới cỡ nào là làm theo năng lực, hưởng theo lao động như kiểu chủ nghĩa xã hội ta đề xuất ra cái khẩu hiệu này lắm đấy. Đừng có trông chờ mong đợi cái nào khác ở đâu đến. Do mình làm mình hưởng là làm nhiều hơn nhiều, làm ít hưởng ít. Siêng năng cần cù thì ngành nào nghề nào cũng đều là đem lại sự an lạc hạnh phúc cho con người đó được hết, tùy theo cái khả năng, cái năng lực của mình. Mà cái thành quả thụ hưởng ai cũng có quyền có, đó gọi là hữu dư y. Các vị Phật tử tại gia, xuất gia gì đều có quyền hưởng thụ cái hữu dư y đó, cái niết bàn hữu dư y đó. Các vị giữ gìn giới định tuệ, nội cái giữ gìn là ngũ giới thôi. Bên nam cũng như bên nữ mà giữ gìn năm giới, không giết người, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là cái niết bàn đó nó sẽ đến với các vị, nó ở ngay trong cái nhà của các vị. Trong nhà của các vị có niết bàn. Người chồng không sát sanh, không giết người, vợ cũng vậy, không trộm cắp, không tà dâm, không uống rượu, không nói dối. Không uống rượu là không có bạo hành trong gia đình, không nói dối là làng xóm đều vui vẻ bình an, không tà dâm là gia đình hạnh phúc, không giết người cướp của là không có tù tội xảy đến trong gia đình mình. Thế thì nội cái ngũ giới nó có cái niết bàn của ngũ giới. Mà bình sinh mình vẫn đi làm công nhân, mình vẫn làm viên chức, mình vẫn làm cán bộ, làm đủ thứ mà mình vẫn có niết bàn. Cái đó gọi là hữu dư. Nhưng mà hữu dư cái thứ hai là vô dư y niết bàn. Vô dư y niết bàn đây là để ta cắt nghĩa cho rằng là mọi người đây 300 người giống nhau,
Mà cái người mà có học chánh pháp, có hành chánh pháp, có sống theo chánh pháp á, thì người đó có an lành hạnh phúc trong trong tự thân, trong gia đình của người đó. Mà những người bạn bè xung quanh không thấy, không hề biết, không hề thấy, không hề nghe và không hề ăn xin xỏ hay là lấy trộm lấy lén gì được cả. Bởi vì chỉ có người đó giữ giới, người đó tu định, người đó có trí tuệ, người đó có giải thoát, người đó có giác ngộ, người đó có hạnh phúc an lành, người đó có, người đó biết. Mà những người xung quanh, bạn bè, hàng xóm, xã hội, không ai biết mình có cái thứ an lạc mà họ không có, mà họ không hề hay biết. Thế thì cái đó thì gọi là vô dư niết bàn. Niết bàn vô dư, niết bàn tự mình. Nó giống như đây, như nhân ẩm thủy lãnh noãn tự tri, là như người uống nước à. Chỉ có tôi được uống cái nước này thì nóng lạnh hơn vị gì tôi tự biết, mà các vị không có uống thì các vị không hề biết được cái nước này. Người có tu giới, tu định, tu tuệ, tu giải thoát tri kiến, người đó có cái sự an lạc, có hạnh phúc, có tự do, có tự tại, có tịch mịch, một tâm hồn vô cùng an lạc. Mà những người ở xung quanh kế bên không hề biết, thậm chí trong gia đình vợ chồng có người cũng không biết nha. Có người vợ lo kinh doanh sự nghiệp, ham tiền ham của quá, có ông chồng thấy được cái chân lý của cuộc đời, tiền tài là tiền của nó không có tài thuộc ngũ gia, tiền của nó không có bệnh chất vậy đó. Cái vậy đó là cái gì, là cái 81 tuổi đó. Cái đó rất là dễ, mà bây giờ là khi không vậy đó, muốn nói cái chữ đó không được. Tôi báo cáo cho các vị biết, cho nên là bây giờ tôi nói đây là nói toàn là cái cốt lõi kinh điển đó, chứ bị tôi nói cái lăng nhăng lai nhai râu ria bìa chéo nữa tôi không nói nữa. Tôi nói những cái mà các vị cần ứng dụng trong cuộc sống. Cái câu mà tôi muốn nói nãy giờ mà tôi nói không được đó: nhân gian phú quý qua gian lộ, thế thượng công danh thủy thượng âu. Công danh ở trên đời này á, nó như cái bọt nước, bọt nước mưa của trời mưa lớn, bọt nước của cái ngọn nước ở trên thác á, nó đổ ra đó, nó tụ lại một đống bọt vậy, mà cầm nắm múc nó lên rồi một lát nó mất tiêu hết à. Tại nó công danh như thủy thượng âu, biết bao nhiêu người bộ trưởng, thứ trưởng rồi vẫn mất công danh, rồi thậm chí tù tội, còn có người cũng còn tử hình cũng còn có nữa mà. Thế thì công danh đâu có chắc gì đâu. Còn giàu sang thì có người có cả ngàn tỷ như vậy đó, nó mất dễ như chơi. Cho nên cái người chồng nào đó, người ta không thèm ham làm nữa, người ta có cái học giới, học định, học tuệ, người ta sung sướng rồi. Còn cái bà vợ là đang cái bằng thành đạt, đang làm giám đốc, tổng giám đốc, thì coi cái ông chồng mình nói trời ơi, ông này giờ ông nhầm gì trơn, nghe là tôi hôm nay tôi lên rồi tôi thành đạt rồi, tôi đủ thứ chức tước địa vị, tôi làm ra tiền. Còn ông chồng tôi giờ ông gì coi ông là lời vậy đó. Nhưng mà ông đó là coi chừng á, ông có cái kêu bạn vô dư y niết niết bàn đó. Ông thấy phú quý như qua giang lộ, công danh như thủy thượng âu, bây giờ tôi không làm nữa, tiền tôi có như đó ăn được rồi, bà giỏi bà làm đi, bà thành đạt thì bà làm đi. Ngược lại ông chồng làm quá trời quá đất, có bà vợ không thèm làm, thôi thì ông làm như đó được rồi, tôi giờ tôi lo cho con cái, cháu nội cháu ngoại tôi vui vậy thôi,
Nhân gian phú quý qua giang lộ, thế thượng công danh phi thường âu, ông có làm đi nữa, à, ông có chừng là lớn quá ít nữa, ông tham nhũng ăn hối lộ ở tù tôi không chịu rồi nha. À, thế thì là cái bà lại có cái vô dư y niết, nhưng bà mà ông chồng mình không hề có biết. Đấy, chữ vô dư niết bàn lại vậy đó. Người ta có xả ly thì nó có sinh ra hỷ lạc. Người ta tu sơ thiền ly, ta bỏ bớt ra thì nó có cái hỷ lạc, gọi là ly sinh hỷ lạc. Vì người ta hiểu rằng phú quý như qua giang lộ, công danh như thủy thượng ông. Do vậy mà trong gia đình vợ chồng thôi mà có người có vô dư y niết bàn, hoặc vợ có chồng không biết, hoặc chồng có mà vợ không biết. Nếu mình dục vọng còn nhiều là mình không bao giờ biết người ta có được cái vô dư y niết bàn đó. Cái chữ đó là hay lắm á. Còn trong xã hội cũng vậy đó, đây 500 người vậy đó, mà có người tu giỏi, có người tu không giỏi bằng ha. Thì cái người tu giỏi ta có cái niết bàn, mà cái người mà chưa tu giỏi đó là thấy tưởng đâu là chị đó cũng như mình, anh đó cũng như mình mà khác à, khác xa lắm à. Ta có tự tại nè, ta có tự do nè, ta có độc lập nè, ta có thâm lương nè, ta có giải thoát nè, ta có an lành nè, mình không biết được. Cái đạo Phật nó có cái vậy đó. Thế thì cái niết bàn thứ hai thì gọi là vô dư y niết bàn. Học cái đó mới sướng chứ. Chứ làm thầy chùa mà làm thầy dạy biểu đi lại không, biểu đi tụng kinh tối ngày vậy, không phải đâu. Tụng kinh không có nhầm cái gì hết á, đừng có tụng. Học thuộc thì được, học thuộc để coi Phật dạy cái gì thì được. Cái đó là học chánh pháp, hành chánh pháp. Rồi Phật dạy cái gì rồi mình sống theo cái lời Phật dạy đó, gọi là sống theo chánh pháp. Cái con mắt người ta tụng hành hạ luôn tới Phật. Kinh Phật dạy cho mình học để cho mình tu. Mà bây giờ đây á, mình bắt ổng lại nghe là nghe là sao? Ông Phật dạy cho mình học mình tu, mà bây giờ mình không có tu được cái gì hết trơn á. Rồi giờ mỗi lần mình hứng cho mình bắt mình mời ông lại ngồi đó để mình nói những cái mà ông dạy cho mình cả mấy ngàn năm trước, mà biểu ông phải ngồi đó. Không ngồi đó là nó đốt nhang đánh bon bon bon, đánh lại liên tục. Thành ra là thành Phật mà như vậy thôi, tôi cũng không dám thành luôn. Chỉ như nói thành, mình dạy cho, mình dạy cho nó học, mà bây giờ không nghĩ ngơi gì được hết rồi. Nó cứ đem cái của mình nói đó, nó bắt buộc mình phải nghe, không nghe nó đánh chuông, nó đốt vàng nó lại. Phật khổ vô cùng. Bây giờ thử hỏi các vị đó, cái ngày dạy giáo vừa rồi đó, học trò tôi nó mới cho tôi đọc à. Cái mà ông thầy dạy cho học trò, rồi bây giờ học trò nó đem cái mình dạy đó, nó đọc, nó tụng, nó đánh mỏ đánh chuông, rồi nó bắt mình ngồi suốt buổi nghe, thử hỏi cho các vị có vui nổi không? Vậy mà bắt Phật Thích Ca chịu trận như vậy là sao Phật chịu nổi? Tôi nói rất thật đó, các vị suy nghĩ kỹ đi. Cho nên là không khéo là mình dạy đạo tịch lắc hết, dạy tầm bậy tầm bạ, mình gây dựng đau khổ cho nhau, không được cái gì hết. À, bây giờ cái hết giờ rồi hả? Tại tôi nói tôi muốn cho nó kỹ cho các vị nghe, rồi nó lâu hết ý quá, rồi các vị nói tôi câu giờ chứ tôi không có câu chi hết. Không có câu giờ nha. Còn bài này là tôi mới sáng tác nữa nè. Cái này là học
học cái kiểu dây đó là tới 10 năm cũng không rồi đó. Tôi đọc cái bài này các chị nghe nè. Cái bài này là cái đề bài là sanh sanh khuya. Cái đề là sanh khuya. Sanh in đá nước sông dài, tiếng gà eo ốc giờ này mấy canh. Sanh khuya giờ này không biết là mấy canh rồi. Chó sủa vang làng quanh vọng đến, nhìn sanh khuya mà thổn thức lòng quê. Bốn câu này tôi giảng cho các vị nghe là cỡ một năm cũng được, hai năm cũng được. Nếu học cái kiểu này nè, cái này á, tôi làm vào hồi 3 giờ khuya với một ông thiền sư. Rồi ông biểu tôi là phải giúp tôi là Như Quyển thiền sư tặng viên thức thiền sư. Các bạn này tặng cái viên thức thiền sư. Cái ông viên thức thiền sư này ông cũng có cái tiểu tu, ông ngộ lắm, ông cũng chẳng thèm làm chùa chuyện trời Phật mà cũng không có lại lục đồ gì cực khổ hết trơn. Thành ra ông phái tôi rồi ông tới tôi rồi ông văn giống, ông ngủ giống cũng được, ông ngủ dưới đất cũng được, rồi ăn cái gì cũng được, ngủ sao cũng được. Thành ra là cái này là tôi với ông thiền sư đó làm hồi 3 giờ khuya, nhìn tranh nhìn sao ngoài trời mà làm này đó. Mà bốn câu này là học mấy năm cũng được. Đây là tôi nói học Phật á, chứ còn không phải là tiến sĩ, thạc sĩ, cái nói chuyện không có nói ở đây. Học Phật học mấy năm cũng được, mà tu cả đời không lọt ngoài mấy cái thứ đó. Hết giờ rồi thì nghỉ đây vậy. Chúng sanh đổ biên thề nguyện đổ biên não vô tận đề nguyện đoạn pháp môn vô lượng thề nguyện thật đạo vô